tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Thưa quý vị, để phục vụ tốt hơn và thuận tiện hơn trong lĩnh vực di dân di trú Canada cũng như là về đời sống Canada, kênh Culture Channel của chúng tôi có mở một kênh YouTube mới có tên là Coming to Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh mới này để theo dõi các video về nội dung di dân di trú và cuộc sống Canada. Video được cập nhật mới hàng tuần có Eileen Sung Uy Nguyễn là chuyên gia di dân di trú Canada với trên 15 năm kinh nghiệm và là thành viên Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú Canada có license, sẽ trả lời cũng như là tư vấn những câu hỏi của quý khán giả và cập nhật những tin tức và lời khuyên tốt nhất về di dân di trú Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh theo link chúng tôi để trên video và để ở phần description box ở bên dưới video nhé. Xin cảm ơn quý vị thưa quý vị ngày hôm qua đặc biệt tại miền nam ontario chúng ta đã có được một ngày thời tiết và ánh nắng ấm áp như là mùa xuân vào chủ nhật này sẽ đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân ở canada mùa xuân của canada thật là đáng yêu phải không thời tiết bắt đầu ấm lên dần và những bông hoa đầy màu sắc sẽ sớm nở rộ chúng ta đã sẵn sàng ra ngoài và đắm mình trong ánh hào quang của mùa xuân Mùa xuân đến thật đúng lúc, như trong bản tin tối qua, Hoàng Anh có chia sẻ về một nghiên cứu mới cho thấy việc sống cách không gian xanh dưới 300 mét có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tới 16%. Đó là một loại tai biến mạch máu não phổ biến nhất. Nghiên cứu này cho thấy những người mà sống gần không gian xanh ít có nguy cơ đột quỵ hơn 16% trong thời gian nghiên cứu. Điều này cho thấy sự gần gũi với thiên nhiên mang lại một số hình thức bảo vệ. Những nghiên cứu trước đây cũng cho thấy sức khỏe tích cực với việc dành thời gian cho thiên nhiên, bao gồm hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tâm thần. Vậy chúng ta cố gắng dành thời gian để tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên nha. Trở về với tình hình thế giới, diễn biến cuộc chiến ngày càng khốc liệt ở Ukraine, Điện Kremlin nói với Tổng thống Biden, Mỹ không có quyền thuyết giảng Nga về tội ác chiến tranh. Giáo sư Hồ Vĩ đã nhận định Trung Quốc cần vứt lẽ Putin để không bị cô lập cùng Nga. Tại Canada, chính phủ Ottawa tiết lộ chi tiết về chương trình nhập cư khẩn cấp cho người tị nạn Ukraine. Trong khi đó thì người dân Canada, các cộng đồng và doanh nghiệp trên khắp Canada đang giang tay hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Các chi tiết này sẽ được cập nhật trong bản tin sáng ngày 18 tháng 3 hôm nay, cùng một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây tội phạm căm thù chống lại người châu Á do cảnh sát báo cáo ở Canada đã tăng 300% vào năm 2020. Ban khoa học cảnh báo, nhiều người sẽ phải nhập viện khi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng được dỡ bỏ. Ottawa và các tỉnh chi 16,1 triệu đô la cho nghiên cứu sức khỏe ở vùng Maritimes. Thủ hiến Doug Ford tiết lộ, chiến lược khoáng sản quan trọng trị giá 3,5 tỷ đô la cho nền kinh tế Ontario Tofino trở thành đô thị đầu tiên ở tỉnh BC cấm dụng cụ ăn uống bằng nhựa dùng một lần. Nấm Enoki được bán ở tỉnh BC bị thu hồi vì khả năng nhiễm khuẩn Listeria. Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất khi chiến tranh Ukraine làm tăng lạm phát. Việt Nam phản đối Hoa Kỳ trao giải cho nhà báo bất đồng chính kiến. Nghiên cứu cho thấy những giấc ngủ trưa kéo dài có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh Alzheimer. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, sự gia tăng toàn cầu về các ca nhiễm COVID-19 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cập nhật mới nhất về những nỗ lực từ cả chính phủ và người dân để trợ giúp đất nước Ukraine trong tình hình chiến tranh khắc nghiệt. Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ottawa công bố chi tiết về chương trình nhập cư khẩn cấp cho người tị nạn Ukraine. Mới hôm qua, vào ngày thứ Năm, chính phủ liên bang đã công bố một chương trình nhập cư đặc biệt cho phép người tị nạn Ukraine sống và làm việc ở Canada trong tối đa 3 năm. Chương trình có tên là Canada Ukraine Authorizations for Emergency Travel đã giảm bớt đi nhiều yêu cầu điển hình của các đơn xin thị thực Canada Người nộp đơn không cần phải có hộ chiếu hợp lệ và các thành viên của gia đình của người tị nạn Ukraine thuộc bất kỳ quốc tịch nào cũng có thể đăng ký cư trú tạm thời tại Canada thông qua chương trình này. Cuộc xâm lược của Nga bắt đầu cách đây 3 tuần đã kích hoạt một cuộc di cư khổng lồ của người tị nạn qua các biên giới phía tây của Ukraine, ước tính cho đến nay đã có 3 triệu người bỏ trốn khỏi nước Ukraine. Chính phủ Liên bang đã cam kết tiếp nhận không giới hạn số lượng người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh này. Các công dân Ukraine đã ở Canada cũng có thể xin gia hạn thời gian lưu trú thông qua chương trình này. Ottawa cho biết họ sẽ miễn tất cả các khoản phí thường có khi xin nhập cư chỉ áp dụng cho người Ukraine. Chính phủ cũng ra mắt một trang web việc làm cho Ukraine sẽ cho phép các nhà tuyển dụng nếu muốn hỗ trợ người tị nạn Ukraine, thì có thể đăng ký các công việc hiện có. Người nộp đơn vẫn phải cung cấp cho chính phủ dữ liệu về sinh trắc học, bao gồm dấu vân tay và ảnh. Những người Ukraine nộp đơn và các thành viên gia đình của họ cũng sẽ được miễn các yêu cầu tiêm chủng COVID-19. Và dù chính phủ cho biết tất cả những người tị nạn đến sẽ phải tuân theo các hạn chế sức khỏe cộng đồng khác, bao gồm cả việc xét nghiệm và cách ly. Đảng bảo thủ liên bang và NDP đã ép chính phủ từ bỏ hoàn toàn yêu cầu thị thực cho người tị nạn Ukraine. Jenny Hoàng, nhà phê bình nhập cư của NDP cho biết, những người tị nạn Ukraine hy vọng đến Canada vẫn phải đối mặt với những rào cản mà Ottawa có thể loại bỏ. Bà nói, việc tiếp cận một trung tâm sinh trắc học ở một quốc gia láng giềng có thể vẫn còn khó khăn và phức tạp và chắc chắn sẽ làm trì hoãn quá trình này và Khoan đã trích dẫn Ireland như là một ví dụ để noi theo. Ireland đã tạm thời miễn thi thực cho những người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh tại Ukraine. Trong khi đó, tại tỉnh bang Newfoundland, thì chính phủ của Newfoundland đã thành lập văn phòng ở Ba Lan để thu hút người tị nạn Ukraine. Bốn nhân viên chính phủ Newfoundland và Labrador đã được cử tới Warsaw trong nỗ lực tuyển mộ người tị nạn Ukraine, mặc dù hầu hết các công việc hậu cần liên quan tới số lượng người tị nạn, thời điểm họ đến và cách họ sẽ được hỗ trợ vẫn đang được bàn bạc. Theo thông cáo từ phương tiện truyền thông chính phủ hôm thứ năm, nhóm nghiên cứu ở Ba Lan sẽ tổ chức các buổi thông tin kết nối người Ukraine với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong tỉnh và ưu tiên các đơn xin đề cử nhập cư từ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga. Tổ hiến Andrew Furry của Newfoundland và Labrador cho biết hầu hết các chi tiết khác, ví dụ như bao nhiêu người tị nạn có thể đến và khi nào họ có thể đến, đang được hoàn thiện. Còn ở Manitoba, thì cộng đồng Manitoba mở rộng trái tim và khách sạn cho những người Ukraine chạy trốn khỏi sự xâm lược của Nga. Nét mình gần Clear Lake của Manitoba trong công viên Riding Mountain National Park, có một cộng đồng nhỏ của Onanole dường như chả có mối liên hệ nào với đất nước Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Nhưng mà người dân ở đây hy vọng vùng đất sẽ trở thành nơi ẩn náo cho những người Ukraine đang chạy trốn vì cuộc sống của họ. Chính quyền đô thị rất kiên quyết trong việc giúp đỡ những người tị nạn Ukraine và họ đã cam kết 20.000 đô la trong ngân sách cuối năm để giúp người Ukraine tái định cư. Mặc dù một ủy viên của hội đồng thành phố nói rằng họ chưa biết cách sử dụng số tiền đó như thế nào cho tốt nhất. Ủy viên Craig Atkinson cho biết, "Chúng tôi chỉ muốn giúp họ đến một nơi mà họ có thể sống yên bình và biết rằng mình đang an toàn." Không chỉ là vậy, hàng trăm chủ nhà trên Airbnb ở Canada mở dịch vụ và đề nghị hỗ trợ những người tị nạn ukraine sau khi chứng kiến những người bạn ukraine của mình phải vật lộn với cuộc xâm lược của quê hương họ aditya ahuja là cư dân toronto đã chớp lấy cơ hội để giúp đỡ bằng cách cung cấp nơi ở cho những người tị nạn anh Ahuja đã đăng ký phòng ngủ thứ hai của mình vào cuối tháng 2 cho những người tị nạn Ukraine đang tìm kiếm một nơi để ở miễn phí hoặc là được giảm giá. Ahuja là một trong hơn 700 người Canada thuộc mạng lưới toàn cầu, gồm hơn 23.000 người cho thuê nhà Airbnb đã đăng ký để tạm trú cho một số trong 3 triệu người tị nạn Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Chính phủ liên bang cho biết khoảng 8.500 công dân Ukraine đã đến Canada kể từ ngày 1 tháng 1, bao gồm các đơn đăng ký được nộp trước khi cuộc xâm lược của Nga và Ukraine bắt đầu. Trong khi anh Ahuja vẫn chưa được công ty tiếp cận để tái định cư những người tị nạn, anh ấy nói rằng các vị khách Ukraine đã tìm ra anh ấy. Anh Ahuja đang quảng bá chương trình này và hy vọng sẽ có nhiều người cân nhắc việc cho người tị nạn thuê nhà. Các trường học ở Montreal thì đang cùng nhau thu thập các vật phẩm cho người tị nạn Ukraine. Học viện Berlin ở Verdun, Quebec vào ngày hôm qua đã rất đông đúc. Văn phòng và phòng hợp của họ chứa đầy các khoản quyên góp từ sinh viên, nhân viên và cộng đồng dành cho người tị nạn Ukraine. Theo Jane Preston, là phó hiệu trưởng của Học viện Berlin cho biết, Ban đầu chúng tôi dự kiến rằng đây sẽ chỉ là một dự án nhỏ thôi, nhưng thật ấm lòng khi mọi người bắt đầu tham gia. Tất cả bắt đầu từ một ý tưởng của cô Preston. Khi ở nhà trong kỳ nghỉ tháng 3, cô ấy nói rằng cô ấy đang xem tin tức và đã quyết định làm điều gì đó để giúp đỡ. Cô và chồng, người làm việc tại Học viện Lakeside ở Lachine, quyết định thành lập một liên doanh. Cô nói, chúng tôi đã gửi các tờ rơi thông qua mạng xã hội. Chúng tôi có các bộ siêu tập đồ dùng y tế, đồ vệ sinh cá nhân và thực phẩm không hư hỏng ở cả hai trường học. Ngay sau đó thì các nhân viên và học sinh cũng tham gia. Các nhân viên thay phiên nhau ở lại sau giờ học từ 3 đến 5 giờ 30 tối để nhận các khoản đóng góp từ bên ngoài. Các sinh viên thuộc chương trình lãnh đạo của trường, những người đôi khi dành thời gian nghỉ trưa của mình để bán sữa chua đông lạnh cho một dự án, đã quyết định rằng số tiền thu được kể từ bây giờ sẽ được dùng để quyên góp cho những người tị nạn Ukraine. Cô Preston cho biết cô muốn trường của mình tham gia để học sinh thấy rằng Điều quan trọng là phải có sự đồng cảm, ngay cả với những người mà họ không quen biết. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ được gửi đến nhà thờ Công giáo Ukraine ở Montreal. Một chiếc xe bus sẽ đến nhận tiền quyên góp tại Bowling và Lexi vào thứ Sáu tuần sau. Nhà trường cho biết họ vẫn đang cần đồ vệ sinh cá nhân, đồ dùng y tế và đồ ăn dễ bảo quản. Đó là những cập nhật mới về sự ủng hộ của người dân và đất nước Canada dành cho Ukraine trong khi người Canada đang thể hiện lòng nhân ái và sự đồng cảm với những người bạn ở bên kia trái đất, chính đất nước này lại đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về bạo lực đối với người châu Á. Tội phạm căm thù chống lại người châu Á do cảnh sát báo cáo ở Canada đã tăng 300% vào năm 2020. Một báo cáo mới từ cơ quan thống kê Canada cho thấy, năm đầu tiên của đại dịch Covid-19 trùng với sự gia tăng 301% các tội ác thù địch do cảnh sát báo cáo đối với người Canada gốc Đông và Đông Nam Á. Con số này được so với năm trước. Tổng cộng có 2.669 trường hợp tội ác thù hận đã được báo cáo cho cảnh sát ở Canada vào năm 2020. Con số này đánh dấu mức tăng 37% so với năm trước, khiến năm 2020 trở thành năm tồi tệ nhất về tội ác thù hận kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2009. Báo cáo của StatCan được công bố hôm thứ Năm ghi nhận 269 tội ác cầm thù do cảnh sát báo cáo đối với người Đông Á và Đông Nam Á vào năm 2020 so với 67 vào năm 2019. Tội phạm cầm thù đối với người Đông Á và Đông Nam Á đã tăng vọt vào năm 2020 so với bất kỳ nhóm nào khác. Bởi vì báo cáo của StatCan chỉ xem xét các tội ác cầm thù được báo cáo với cảnh sát, những con số này gần như chắc chắn là một con số thấp hơn so với số lượng thực tế ở Canada. Hội đồng Quốc gia Canada Trung Quốc đã ghi nhận 1.150 vụ tấn công phân biệt chủng tộc nhằm vào Đông Á và Đông Nam Á ở Canada trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Vào năm 2020, 62% tội ác do thù hận có động cơ chủng tộc hoặc là sắc tộc các tội phạm được thúc đẩy bởi thù hận chủng tộc hoặc sắc tộc đã tăng 80% vào năm 2020 so với năm trước đó. Khoảng 40% tội ác thù hận có động cơ chủng tộc ở Canada nhắm vào người Canada da đen. Tội phạm chống thù hận của người da đen đã tăng 92% vào năm 2020, từ 345 vụ do cảnh sát báo cáo vào năm 2019 lên 663 vụ vào năm 2020. Tội ác cầm thù đối với người bản địa thì tăng 152% và tăng 47% đối với người Nam Á. Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ đều có sự gia tăng về tội ác thù hận. Tỉnh Nova Scotia đã chứng kiến mức tăng 70% tội phạm thù hận so với năm 2019, là mức tăng lớn nhất trong số tất cả các tỉnh. Tiếp theo là tỉnh BC, nơi chứng kiến sự gia tăng 60% số tội phạm thù hận. Tỷ lệ cũng tăng 60% ở Saskatchewan. 39% ở Alberta và 35% ở tỉnh Ontario. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm câm thù do cảnh sát báo cáo cũng giảm đối với một số nhóm nhất định. Tội phạm thù hận chống người hồi giáo đã giảm 55% vào năm 2020 và tội phạm câm thù do tình dục hoặc là giới tính giảm 18%. Tội ác kích động thù địch do xu hướng tính dục cũng giảm 2% sau khi đạt đỉnh vào năm 2019. nhiều người sẽ phải nhập viện khi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng được dỡ bỏ. Ban khoa học COVID-19 của Ontario đã nghiên cứu sự gia tăng của coronavirus được phát triển trong nước thải và việc kết thúc hầu hết các biện pháp y tế công cộng của tỉnh vào tuần tới và dự đoán nhiều người sẽ phải nhập viện và trong một số trường hợp sẽ có nhu cầu cần đến chăm sóc đặc biệt. Trong mô hình mới được công bố hôm thứ năm Nhóm chuyên gia y tế cho biết sẽ có sự gia tăng ở một số ca nhập viện và cả số trường hợp trong phòng ICU, mặc dù con số đó chắc chắn không đáng kể khi mà so với thời kỳ đỉnh của đại dịch. Ban khoa học dự đoán nó cũng sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn, mặc dù điều đó phụ thuộc vào hành vi của mọi người. Các dự đoán chỉ ra rằng có thể có ít hơn 900 người nhập viện và cao điểm là đầu tháng 5 nhưng mà vẫn kém xa so với hơn 4.000 người phải nhập viện vì COVID-19 vào tháng Giêng. Bản khoa học cũng nói rằng việc sử dụng các liều tăng cường COVID-19 dường như đã giảm xuống, nhưng mà nó lưu ý rằng liều thứ ba đã giúp các giảm số lần nhập viện và chiếm dụng ICU khoảng 30% vào thời điểm cao nhất của biến thể Omicron. Ottawa và các tỉnh chi 16,1 triệu đô la cho nghiên cứu sức khỏe ở vùng Maritime. Ottawa và ba tỉnh Maritime đang cung cấp 16,1 triệu đô la để tài trợ trong 5 năm, năm tới trong lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe hướng đến bệnh nhân. Bộ trưởng Y tế Liên bang là Jean-Yves close đưa ra thông báo hôm thứ Năm tại Đại học New Brunswick ở Fredericton. Ông close nói, để cung cấp cho người Canada dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chính phủ cần có các bằng chứng nghiên cứu để chỉ ra những gì hiệu quả. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ công việc của đơn vị Maritime Sport Support Unit, là viết tắt của chiến lược nghiên cứu định hướng cho bệnh nhân. Đơn vị được thành lập vào năm 2013 và trong hai năm qua, đơn vị đã đóng góp vào 56 dự án liên quan đến COVID-19. Thủ hiến Doddford công bố chiến lược khoáng sản quan trọng trị giá 3,5 tỷ đô la cho nền kinh tế Ontario. Thủ hiến Dodd đã công bố một kế hoạch vào ngày thứ Năm cho Ontario mong muốn tận dụng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các khoáng sản quan trọng được sử dụng để sản xuất pin xe điện, điện thoại, thông minh và máy tính sách tay. Chính phủ đã cung cấp một bản sao của chiến lược khoáng sản quan trọng được Thủ hiến Ford phát hành công khai vào sáng thứ Năm tại một mỏ ở phía Bắc Thunder Bay. Các khoáng sản quan trọng này bao gồm Niken, Coban, Liti và Bạch Kim. Đây là một ngành công nghiệp trị giá 3,5 tỷ đô la mỗi năm ở Ontario. Chúng được xếp vào hàng quan trọng vì vai trò thiết yếu của chúng trong việc sản xuất các công nghệ chuyên nghiệp. Nguồn cung cấp các khoáng sản này cũng thường có rủi ro cao hơn so với phần còn lại của lĩnh vực khai thác vì địa chính trị và nhu cầu của thị trường. Trung Quốc, Nga và Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nằm trong số các nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng lớn nhất thế giới. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine và các lệnh trừng phạt dán xuống nền kinh tế nước này khiến cho thông báo của Ontario trở nên đặc biệt kịp thời. Chính phủ Ford muốn xây dựng Ontario như là một nhà cung cấp đáng tin cậy các khoáng chất quan trọng và gọi chiến lược dài 53 trang là một lộ trình 5 năm toàn diện để thực hiện điều đó. Chiến lược đưa ra 6 lĩnh vực hành động cho chính phủ. Nó bao gồm cung cấp các động lực về tài chính mới cho việc thăm dò khoáng sản quan trọng, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và cải thiện các quy định khai thác của tỉnh. Trong khi đó thì tỉnh BC hôm nay cũng có rất nhiều tin tức cần lưu ý. Bệnh nhân tại doanh nghiệp chăm sóc da ở Burnaby, tỉnh BC được kêu gọi đi kiểm tra bệnh STI, tức là các bệnh lây qua đường tình dục ngay lập tức. Một nhân viên tại cơ sở kinh doanh chăm sóc da ở Burnaby, tỉnh BC hiện đã bị buộc hai tội tấn công tình dục bằng vũ khí sau khi điều tra của cảnh sát. Burnaby RCMP cho biết có thể có nhiều nạn nhân hơn và họ đang kêu gọi bất kỳ ai có bất kỳ thông tin nào hãy tiếp tục thông báo cho cảnh sát. Vào năm 2021, một nạn nhân thứ hai đã đến trình diện cảnh sát sau khi được điều trị bởi cùng một nhân viên. Cảnh sát cho biết, vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, Fashad Koste Kashani, 47 tuổi, đã bị buộc tội. Theo kết quả của cuộc điều tra này, Fraser Health hiện đang đưa ra cảnh báo cho bất kỳ ai đã sử dụng dịch vụ thu hẹp âm đạo bằng sóng siêu âm cường độ cao HIFU tại Pháp Skincare tại 5481 Kingsway nên đi đến khám sàng lọc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ngay lập tức. Fraser Health cho biết bất kỳ ai đang làm thủ thuật liên quan tới âm đạo nên hỏi xem dịch vụ này có được thực hiện bởi một chuyên gia y tế đã đăng ký hay không. Tofino của tỉnh BC trở thành đô thị đầu tiên ở tỉnh, cấm dụng cụ ăn uống bằng nhựa dùng một lần. Tofino đã trở thành đô thị đầu tiên ở tỉnh BC, cấm các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần, bao gồm thìa, nĩa, dao, đũa và que để khuấy. Quận Tofino đưa ra thông báo vào ngày 11 tháng 3 sau khi hợp tác với tổ chức Surfrider Pacific Rim vào mùa thu năm 2019 vào ngày 22 tháng 2, quận Tofino đã thông qua bản sửa đổi quy định về vật dụng sử dụng một lần. Bổ sung các đồ dùng bằng nhựa vào danh sách các mặt hàng sử dụng một lần đã bị cấm. Danh sách này cũng bao gồm các hộp đờ đựng đồ mang đi bằng polystyrene, tức là hộp xốp, ống hút nhựa và túi ni lông. Vào năm 2019, Tofino và Yucluclet đã trở thành các đô thị đầu tiên ở tỉnh BC cấm túi ni lông và ống hút Quận Euclid dự kiến sẽ làm theo Tofino và đưa ra luật cấm đồ nhựa trong những tuần tới. Loại nấm Enoki được bán ở tỉnh BC bị thu hồi vì khả năng nhiễm khuẩn Listeria. Một thương hiệu nấm Enoki được bán ở tỉnh BC đã bị Bộ Y tế Canada thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Listeria. Việc thu hồi được đăng hôm thứ Tư cảnh báo người tiêu dùng vứt bỏ hoặc là trả lại nấm Enoki nhãn hiệu Golden Meadow được bán trong túi 200 gram. Bất kỳ ai nghĩ rằng họ bị bệnh do ăn sản phẩm này bị thu hồi nên gọi cho bác sĩ. Mặc dù nấm được bán ở tỉnh BC nhưng chúng có thể đã được phân phối đến các tỉnh khác. Theo Bộ Y tế Canada cho biết, Listeria là một loại vi khuẩn có thể gây bệnh. Bộ Y tế Canada cho biết Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Listeria có thể không nhìn giống bị hỏng hoặc là có mùi hư hỏng, nhưng vẫn có thể khiến một người bị bệnh. Cảnh báo của Bộ Y tế Canada cho biết, các triệu chứng có thể bao gồm nôn mửa, buồn nôn, sốt da dẳng, đau cơ, đau đầu dữ dội và cứng cổ. Phụ nữ mang thai, người già và những người có hệ thống miễn dịch suy yếu đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh. Bộ Y tế Canada cho biết, không có bệnh liên quan đến sản phẩm đã được báo cáo cơ quan thanh tra thực phẩm Canada đang bảo đảm loại bỏ nấm khỏi các cửa hàng. 19 triệu đô la được công bố cho dự án nhà ở giá rẻ dễ tiếp cận ở Windsor, Essex, Cowell First Nation. Chính phủ liên bang đã công bố 19,2 triệu đô la cho hàng chục ngôi nhà giá rẻ mới ở Windsor, Essex và Cowell First Nation. Khoản tài trợ được công bố hôm thứ Năm và sắp được thông qua nhờ sáng kiến nhà ở nhanh chóng của chính phủ sẽ thấy 61 đơn vị nhà ở giá rẻ mới được xây dựng trong những tháng tới. Nguồn tài trợ sẽ được phân bố cho một số dự án nhà ở. Một thông báo trên phương tiện truyền thông từ Tổng Công ty Nhà và Thế chấp Canada cho biết 8 căn hộ tại 310 South Street ở Leamington 15 căn hộ tại 462 Crawford Street ở Windsor và 12 căn hộ tại 3351 Bloomfield Road ở Windsor. 26 đơn vị nhà ở mới cho các thành viên của Cowell First Nation và một số các đơn vị nhà ở tại Cowell First Nation dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè, trong khi các đơn vị khác dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Các đơn vị nhà ở chủ yếu dành cho thanh niên người khuyết tật về thể chất, người bản địa và người Canada da đen. Thị trưởng Windsor Drew Dilkin cho biết nhà ở giá cả phải chăng là cần thiết khi mà giá bất động sản trên thế giới tăng. Công đoàn đưa ra thông báo đình công cho CP Rail trong khi các nhóm yêu cầu Ottawa hãy ngăn chặn cuộc đình công này công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Thái Bình Dương Canada cho biết hôm thứ Năm, họ đã nhận được thông báo đình công từ công đoàn đại diện cho các kỹ sư, người chỉ huy và các nhân viên khác của đoàn tàu. Động thái này là sự leo thang mới nhất trong cuộc tranh chấp lao động tại tuyến đường sắt có trụ sở tại Calgary và có thể sẽ dẫn tới việc ngưng hoạt động trên toàn quốc sớm nhất là 1 giờ sáng theo giờ EST vào ngày Chủ nhật. CP Rail cho biết vào tối hôm thứ Tư rằng họ đã đưa ra thông báo trước 72 giờ cho Hội nghị đường sắt Canada Teamsters về kế hoạch cho nghỉ gần 3.000 nhân viên vào ngày Chủ nhật. Nếu công đoàn và công ty không thể đi đến một thỏa thuận thương lượng hoặc là đồng ý ràng buộc hòa giải, hai bên mâu thuẫn về 26 vấn đề còn tồn tại, bao gồm tiền lương, phúc lợi và lương hưu. Tuy nhiên các tổ chức kinh doanh Canada kêu gọi Ottawa hãy ngăn chặn cuộc đình công có thể xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Thái Bình Dương Canada. Vì điều này có thể làm cản trở các công ty phục hồi sau COVID-19 và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Hai sinh viên Canada trong tình trạng ổn định sau vụ tai nạn gây chết người tại Texas, gây ra bởi một đứa bé 13 tuổi. Hai sinh viên đến từ Ontario đang phục hồi trong bệnh viện sau một vụ tai nạn chết người giữa một chiếc xe bán tại Pickup Truck Dot 2500 và một chiếc xe van Ford, chở theo một đội chơi golf của Đại học Southwest ở Texas. Chính người đã thiệt mạng trong vụ va chạm và hai người Canada bị thương nặng hiện được coi là trong tình trạng ổn định. Dayton Price, 19 tuổi ở Mississauga, Ontario và Hayden Underhill, 20 tuổi, ở Amherstville, Ontario, đã được vận chuyển bằng máy bay đến trung tâm y tế đại học ở Lopik. Phụ huynh của các trẻ đã thành lập một trang GoFundMe để quyên góp tiền cho chi phí y tế của các thanh niên trẻ. Kể từ thứ năm lúc 6 giờ chiều, quỹ đã huy động được hơn 100.000 đô la trên mục tiêu 200.000 đô la. Theo các nhà chức trách, chiếc xe bán tại pickup truck Dodge 2500 đã băng qua vạch giữa của con đường có hai làn đường và đâm trực diện vào chiếc xe Van Ford chở các thành viên của đội golf nam và nữ của Đại học Southwest. Bộ An toàn Công cộng Texas cho biết cả hai chiếc xe đều bốc cháy và cháy rụi. Được biết là chiếc xe Van Ford đang trở về trường từ một giải đấu golf ở Texas. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chiếc xe đã gây ra tai nạn lúc đó đã được điều khiển bởi một cậu bé 13 tuổi. Đứa trẻ này và người đàn ông đi cùng trên xe đã tử vong. Ông Bruce Lansberg, là phó chủ tịch hội đồng an toàn giao thông quốc gia cho biết, bánh xe phía trước bên trái của chiếc xe tải là bánh xe giữ phòng và đã bị nổ trước khi va chạm. Mặc dù là không rõ tốc độ di chuyển của hai chiếc xe, nhưng mà đây rõ ràng là một vụ va chạm ở tốc độ cao, ông Land cho biết. Và các nhà điều tra hy vọng có thể lấy đủ thông tin từ máy ghi âm của chiếc xe để hiểu rõ hơn điều gì đã xảy ra. Trong khi đó, thì một người phải đủ 14 tuổi ở Texas để bắt đầu tham gia các khóa học trong lớp để lấy bằng cho người học lái xe và phải đủ 15 tuổi để nhận được giấy phép lái xe tạm thời cho phép lái xe với một người hướng dẫn hoặc là người lớn được cấp phép trên xe. Trong vụ này, cậu bé 13 tuổi lái xe chắc chắn là một trường hợp phạm luật. Một người đàn ông ở tỉnh Alberta đã bị mất 81.000 đô la vì bị lừa đảo tiền điện tử crypto. Jason Chatter ở Cambridge, Alberta muốn đầu tư để giúp đỡ gia đình đang phát triển của mình và đã nghiên cứu tiền điện tử trước khi đưa một số tiền vào nền tảng giao dịch trực tuyến. Nhưng anh ấy đã bị sốc khi cuối cùng anh ấy đã mất 81.000 đô la trong một vụ lừa đảo. Cả gia đình của chúng tôi đã tan nát. Tôi đã phải quay trở lại làm việc 7 ngày một tuần để kiếm sống. Juliana Fairburn ở Scarborough, tỉnh Ontario đã đầu tư vào tiền điện tử sau khi một người bạn gợi ý rằng cô ấy có thể làm điều đó để kiếm thêm tiền. Cô Fairburn đã bỏ 30.000 đô la vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Số tiền cô ấy cần để trả trước cho một căn hộ mà cô ấy định mua. Trong 6 tháng qua, cô ấy đã cố gắng lấy lại tiền, nhưng cô ấy đã bị khóa tài khoản giao dịch của mình và không ai trả lời các cuộc gọi hoặc là email của cô ấy. Cục Better Business BBB cho biết, gian lận tiền điện tử hiện là trò lừa đảo số 1 ở Canada, với các nhà đầu tư già và trẻ đều rơi vào các trò lừa đảo tiền điện tử trực tuyến theo Jesse Sansai, là giám đốc truyền thông của Cục Better Business phục vụ vùng thủ đô phía Bắc của Canada và Quebec cho biết, Thật không may vì rất nhiều người Canada quan tâm đến tiền điện tử vì họ nghĩ rằng họ sẽ trở nên giàu có nhanh chóng nhờ chúng. Cục Better Business cho biết những tên trộm đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để dụ mọi người vào các trang web trông rất là uy tín, nhưng thực ra chúng là bình phong cho hoạt động tội phạm. cập nhật về tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 17 tháng 3, Canada báo cáo có thêm 5.868 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.385.567 ca. Có thêm 5.803 ca được báo cáo là đã hồi phục. Hiện nay thì có 114.377 ca còn bệnh, có thêm 81 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 37.104 tính cho đến nay. Đến nay đã có hơn 81,7 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 32,64 triệu người hay là hơn 85,35% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 81,2% dân số đã tiêm hai liều. Đã có hơn 89,77% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,4% đã tiêm hai liều. Hơn 46,8% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tăng cường trên 17,9% triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Trong ngày hôm nay, thì Ontario đã báo cáo có 2.398 ca bệnh mới và 19 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì các quan chức y tế đã công bố có 1.462 ca nhiễm mới, cũng như có 19 ca tử vong. Manitoba có 247 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Saskatchewan từ ngày 6 tháng 3 cho tới ngày 12 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận tổng số có 832 ca bệnh mới và 28 ca tử vong. Tỉnh Alberta báo cáo có 619 ca bệnh mới và 6 ca tử vong. Tỉnh Yukon báo cáo có 16 ca bệnh mới trong vùng. NWT có 54 ca nhiễm mới. Tỉnh BC vừa báo cáo có 240 ca bệnh mới và 7 ca tử vong. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bản tin cập nhật những tin tức Canada và Thế giới mới nhất và nổi bật hai lần vào mỗi ngày. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Và xin quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và share video. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Diễn biến tình hình giao tranh của Nga và Ukraine trong ngày thứ 22 Điện Kremlin nói với Tổng thống Biden Mỹ không có quyền thuyết giảng Nga về tội ác chiến tranh. Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Biden về khoản viện trợ bổ sung. Giáo sư Hồ Vĩ nói rằng Trung Quốc cần vứt lẹ Putin để không bị cô lập cùng Nga. Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu để tước bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga, chuyển dự luật lên Thượng viện. Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất khi chiến tranh Ukraine làm tăng lạm phát. Người Mỹ đang tạm dừng đầu tư vì chiến tranh Nga và Ukraine. Một nghiên cứu mới cho thấy những giấc ngủ trưa kéo dài có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh Alzheimer. Vương quốc Anh chấp thuận liệu pháp COVID-19 phòng ngừa của AstraZeneca Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sự gia tăng toàn cầu về các trường hợp COVID-19 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Việt Nam phản đối Hoa Kỳ trao giải cho nhà báo bất đồng chính kiến. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Diễn biến về giao tranh Nga-Ukraine vào ngày thứ 22 Theo bản tin gửi đi từ Lviv, Ukraine thì tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết ông cảm ơn tổng thống mỹ ông joe biden về khoản viện trợ quân sự bổ sung nhưng cho biết ông sẽ không nói cụ thể gói mới bao gồm những gì vì ông không muốn tiết lộ bí mật cho nghe theo nguồn tin từ liên hợp quốc thì Giám đốc Y tế của Liên hợp quốc đã lên tiếng chỉ trích hậu quả tan khóc của chiến tranh đối với người dân Ukraine, những người đang phải đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng đối với các tiện nghi cơ bản trong cuộc sống và thuốc men, và đồng thời nhấn mạnh rằng liều thuốc cứu sống chúng ta cần ngay bây giờ là hòa bình. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm thứ năm rằng WHO đã xác minh 43 vụ tấn công vào các bệnh viện và cơ sở y tế với 12 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Trong một cuộc họp ngắn, thì Tetro cho biết sự gián đoạn các dịch vụ về nguồn cung cấp đã gây ra nguy cơ cao đối với những người mắc bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, HIV và lao và là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong tại Ukraine. Người đứng đầu WHO cho biết, việc di dời quá đông do những người chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh có khả năng làm tăng nguy cơ các bệnh như là COVID-19, sởi, viêm phổi và bại liệt. Ngoài ra thì hơn 35.000 bệnh nhân tâm thần tại các bệnh viện tâm thần ở Ukraine và các cơ sở chăm sóc dài hạn phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc, thực phẩm và chăn màn một cách trầm trọng. Cho đến nay, WHO đã gửi khoảng 110 tấn vật tư y tế đến Ukraine cùng với các thiết bị khác đủ cho 4.500 bệnh nhân chấn thương và 450.000 bệnh nhân chăm sóc sức khỏe ban đầu trong một tháng. Đồng thời, ông Tedros cũng cho biết cơ quan đang chuẩn bị thêm 119 tấn để giao hàng và đồng thời ông kêu gọi các nhà tài trợ hãy hỗ trợ nhu cầu nhân đạo đang ngày càng leo thang ở Ukraine và tài trợ đầy đủ cho lời kêu gọi nhân đạo trị giá 1,1 tỷ đô la của Liên Hợp Quốc. Trong một diễn biến tương tự, người đứng đầu chính trị của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi một cuộc điều tra về thương vong dân sự lớn và việc phá hủy hàng trăm tòa nhà, cư dân, trường học bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự ở khắp Ukraine và phải truy trách nhiệm đến những người đã gây ra sự tàn phá này. Thứ trưởng Rosemary Di Carlo nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ năm rằng, luật nhân đạo quốc tế rất rõ ràng trong việc nghiêm cấm các cuộc tấn công trực tiếp vào dân thường trong các hoạt động quân sự và bảo đảm họ được bảo vệ. Tuy nhiên, bà nói, nhiều cuộc tấn công hàng ngày đang tấn công vào các thành phố Ukraine được báo cáo là bừa bãi dẫn tới thương vong dân sự và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. DiCarlo đã trích dẫn số liệu thống kê mới nhất của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Có 1.900 thương vong dân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3, bao gồm 726 người thiệt mạng và bao gồm 52 trẻ em và 1.174 người bị thương với con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Tại Washington, thì Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết các quan chức của Hoa Kỳ đang trong quá trình đánh giá và lập hồ sơ các tội ác chiến tranh tiềm tàng do Nga gây ra trong cuộc chiến chống Ukraine. Tuyên bố với các phóng viên hôm thứ Năm được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden gọi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Blinken nói rằng ông tin rằng việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine sẽ trở thành một tội ác chiến tranh và sẽ phải chịu trách nhiệm và hậu quả lớn đối với bất kỳ tội ác chiến tranh nào được xác định là đã xảy ra. Hoa Kỳ và 44 quốc gia khác đang cùng nhau làm việc để điều tra các vi phạm và lạm dụng có thể xảy ra sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua kỳ quyết thành lập một quỹ ban điều tra có một cuộc điều tra khác của tòa án hình sự quốc tế một cơ quan độc lập có trụ sở tại hà lan bên cạnh đó các sĩ quan tị nạn của hoa kỳ đã được cử đến châu âu để giúp sàng lọc những người tị nạn ukraine có thể muốn đến hoa kỳ tuy nhiên các quan chức mỹ cho rằng đại đa số sẽ muốn trở về quê hương của họ bộ trưởng an ninh nội địa hoa kỳ Alejandro Mayorkas cũng cho biết các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã được chỉ thị cho phép người Ukraine nhập cảnh vào nước này để xin tị nạn, ngay cả khi hầu hết mọi người đều bị quay trở lại theo lệnh y tế công cộng được thiết lập ngay từ đầu đại dịch COVID-19. Hơn 3 triệu người đã chạy khỏi Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Hơn một nửa đã đến Ba Lan, Phần lớn những người còn lại ở các quốc gia xung quanh Đông Âu theo tin từ Cao ủy Tị nạn Liên hợp quốc. Tin từ New York cho biết, người dùng PayPal giờ đây sẽ có thể gửi tiền cho người Ukraine cả ở đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh cũng như những người hiện đang tị nạn trên khắp châu Âu, công ty cho biết hôm thứ năm. Trước đây thì người dân Ukraine chỉ có thể sử dụng nền tảng thanh toán để gửi tiền ra khỏi nước này. Giờ đây thì họ có thể nhận tiền cũng như thực hiện các chuyển khoản trong phạm vi Ukraine và nước ngoài. Đây là biện pháp mới nhất của các ngân hàng và các công ty dịch vụ tài chính khác nhằm tìm cách giúp đỡ những người Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga. PayPal đã cắt đứt các dịch vụ của Nga vào tuần trước. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu thì người Mỹ và những người ủng hộ Ukraine khác đã tìm mọi cách để hỗ trợ tài chính cho những người tị nạn Ukraine cũng như những người còn ở trong nước. Các công ty chuyển tiền như là MoneyGram và Western Union đã nhận thấy nhu cầu tăng vọt khi mọi người tìm cách gửi tiền cho bạn bè và gia đình trong khu vực. PayPal cho biết họ sẽ miễn phí chuyển tiền vào tài khoản Ukraine hoặc là cho bất kỳ ai nhận tiền trong tài khoản Ukraine cho đến ngày 30 tháng 6. Một bản tin từ Pristina Kosovo cho biết, Tổng thống Kosovo hôm thứ Năm đã đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hãy giúp Kosovo trở thành thành viên của NATO vào thời điểm mà Nga đang nỗ lực gây bất ổn ở Balkan. Tổng thống Vyacheslav Osmani đã gửi một lá thư cho Tổng thống Biden và nói rằng việc Kosovo trở thành thành viên của NATO đã trở thành một mệnh lệnh. Kosovo, một quốc gia thân Mỹ và thân NATO nhất trên thế giới, bị loại khỏi các quá trình mở rộng NATO, bà nói trong một bức thư gửi cho hãng tin AP. Osmani kêu gọi Biden hãy sử dụng vai trò lãnh đạo và ảnh hưởng của Hoa Kỳ để hỗ trợ tích cực và thúc đẩy tiến trình phức tạp trở thành thành viên của NATO của Kosovo trong khi con mắt của thế giới đang tập trung vào cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine, Osmani nói rằng không được không để mắt tới tình hình mong manh mà chúng tôi đang phải đối mặt ở bàn cằn. Và sau cùng bà viết, chúng tôi thấy rõ ra những nỗ lực dai dẳng của Nga nhằm phá hoại Kosovo và gây bớt ổn cho toàn bộ Tây Ban Điện Kremlin nói với Tổng thống Biden Mỹ không có quyền thuyết giảng Nga về tội ác chiến tranh. Điện Kremlin hôm thứ Tư cho biết, việc Tổng thống Joe Biden gọi Tổng thống Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh vì đã xâm lược Ukraine là một nhận xét không thể tha thứ của nhà lãnh đạo của một quốc gia mà đã từng giết hại dân thường trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hơn 3 triệu người phải di tản và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Người phát ngôn điện Kremlin là ông Dmitry Peskov nói khi được hỏi về nhận xét của ông Biden. Tổng thống của chúng tôi là một nhân vật quốc tế rất khôn ngoan, thông minh và có văn hóa, đồng thời là người đứng đầu Liên bang Nga, là nguyên thủ quốc gia của chúng tôi. Những tuyên bố như vậy của ông Biden là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không thể tha thứ, ông Peskov nói. Vấn đề chính là người đứng đầu của một quốc gia đã nhiều năm ném bom vào người dân trên toàn thế giới. Tổng thống của một quốc gia như vậy không có quyền đưa ra những tuyên bố như vậy. Ông Peskov nói rằng Hoa Kỳ đã ném bom đánh Nhật Bản vào năm 1945, phá hủy các thành phố Hiroshima và Nagasaki. Nhật Bản đầu hàng 6 ngày sau đó kết thúc Thế chiến thứ hai. Khoảng 200.000 người đã thiệt mạng vì bom và nhiều người khác chết vì bệnh phóng xạ theo hãng thông tấn Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là Oleksiy Reznikov nói với các nhà lập pháp Liên minh châu Âu hôm thứ Tư rằng họ nên công nhận Putin là một tội phạm chiến tranh. Nga nói rằng bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga có thể thành công tốt đẹp mà không đi theo phương Tây, lừa dối và suy đồi. Đồng thời, Nga sẽ phát triển quan hệ với các cường quốc khác như là Trung Quốc. trong khi đó trong một bài viết trên bbc news giáo sư hồ vĩ đã nhận định rằng trung quốc cần vứt lẹ putin để không bị cô lập cùng nga trong lúc truyền thông trung quốc cố tỏ ra trung lập trong cuộc chiến của nga ở ukraine một bộ phận trí thức cán bộ nước này giống như ở việt nam nhiệt tình ủng hộ putin thắng trận có tiếng nói từ trung quốc kêu gọi chọn bên thắng trận là hòa bình thế giới bỏ chơi với putin theo BBC News, bài của tác giả Hồ Vĩ, Hu Wei, là phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách công thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, chủ tịch Hội Nghiên cứu Chính sách công Thượng Hải, Shanghai Public Policy Research Association, đề nghị lãnh đạo Trung Quốc hãy bỏ cách đứng về phía Kremlin để không bị cô lập và hứng chịu hậu quả phương Tây nhắm tới. Giáo sư Hồ Vĩ, trong bài đăng bản tiếng Trung hôm ngày 5 tháng 3 năm 2022 nhưng nhanh chóng bị xóa đi trên mạng ở Trung Quốc, đã nhận định rằng ông Vladimir Putin cuối cùng sẽ sụp đổ, kể cả có thắng về quân sự ngắn hạn ở Ukraine, và vùng Đông Á sẽ ngày càng nghiêng về sức mạnh của Hoa Kỳ và đồng minh dân chủ. Sự kiện này được nhiều báo quốc tế đăng tải như bài Ukraine War, China Risks Isolation If It Doesn't Distance Itself From Russia, says Shanghai Academic. Tức là chiến tranh Ukraine, Trung Quốc có nguy cơ bị cô lập nếu không tách mình khỏi Nga, học thuật Thượng Hải nói trên SCMP ngày 14 tháng 3 năm 2022. BBC News tiếng Việt giới thiệu một số đoạn từ bản dịch tiếng Anh của Lujaki ngày 12 tháng 3 năm 2022, được các trang như là uscnpm.org đăng tải song ngữ. Dự đoán về kết quả chiến tranh Nga và Ukraine xung đột lớn nhất châu âu từ sau thế chiến thứ hai có thể còn gia tăng và không thể nào loại trừ khả năng phương tây dính líu vào khi mà sự gia tăng sẽ vô cùng tốn kém có thể đoán với khả năng cao rằng putin không bỏ cuộc dễ dàng vì tính cách của ông ta và vì quyền lực cuộc chiến có thể lan ra bên ngoài ukraine thậm chí có thể có cuộc tấn công nguyên tử nếu điều đó xảy ra hoa kỳ và châu âu sẽ không ngồi yên và mọi sự sẽ làm nổ ra thế chiến hay thậm chí chiến tranh hạt nhân kết quả sẽ là đại thảm họa cho nhân loại và sẽ là cuộc đấu showdown giữa mỹ và nga cuộc tranh giành chung cuộc sẽ tồi tệ cho putin nếu nhìn vào sức mạnh quân sự của nga không bằng nổi của nato kể cả khi nga chiếm được ukraine thì đó là lò lửa chính trị nga sẽ phải ôm gánh nặng lớn sẽ bị choáng ngợp và thực ra không quan trọng là Volodymyr Zelensky còn sống hay chết, thì người Ukraine sẽ lập chính phủ lưu vong để chống Nga về lâu dài. Nga sẽ vừa chống đỡ lệnh trừng phạt của phương Tây, vừa chống lại nội loạn ở Ukraine trong cuộc chiến trường kỳ. Kinh tế Nga sẽ không chịu nổi và cuối cùng sẽ quỵ xuống và thời kỳ này sẽ không quá vài năm. Đánh giá rằng Trung Quốc bên Nga nhưng cố ra vẻ trung lập, ông Hồ Vĩ khuyến cáo chính phủ nước mình cần chọn bên vì quyền lợi quốc gia lâu dài. Về thế giới hậu chiến tranh Nga-Ukraine, ông viết, Thế lực phương Tây sẽ tăng đáng để, NATO sẽ bành trướng tiếp và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở thế giới ngoài phương Tây sẽ chỉ tăng. Sau cuộc chiến này, bất kể Nga đạt thành tựu gì, nước này sẽ chỉ có yếu đi, và cùng nó là các thế lực chống phương Tây trên thế giới. Khung cảnh xảy ra như ở khu vực Xô Viết và Đông Âu trong biến động sau 1991. Các thuyết kết thúc thời của ý thức hệ sẽ tái hiện và sự trỗi dậy của làn sóng thứ ba dân chủ hóa sẽ mất đà và nhiều nước thế giới thứ ba sẽ theo phương Tây. Phương Tây sẽ bá quyền hơn trước, cả về quân sự và các giá trị, các định chế và quyền lực cứng, cùng quyền lực mềm của nó sẽ lên đỉnh cao mới. Trung Quốc thì sẽ tiếp tục bị cô lập khi bối cảnh mới này hình thành. Vì các lý do trên, nếu Trung Quốc không chủ động tìm cách đối phó, thì quốc gia sẽ còn bị bao vây tiếp từ phía Hoa Kỳ và phương Tây. Một khi Putin sụp đổ, Hoa Kỳ không còn phải đối mặt với hai đối thủ mà chỉ cần bao vây chiến lược Trung Quốc. Châu Âu sẽ bỏ Trung Quốc, Nhật Bản sẽ trở nên tiền đồn chống Trung Quốc và Nam Hàn ngã mạnh vào vòng tay Mỹ. Đài Loan sẽ gia nhập dàn đồng ca chống Trung Quốc và cả thế giới, theo tâm lý đám đông sẽ đi theo phe mạnh. Trung Quốc sẽ không chỉ bị bao vây quân sự bởi Hoa Kỳ, NATO, Quad, AUKUS mà còn bị các giá trị phương Tây và hệ thống của họ thách thức. Ông Hồ Vĩ đã bày tỏ lo ngại về viễn kiến trên và đề xuất Trung Quốc phá vòng vây càng sớm càng tốt, cần thoát thế bị cô lập. Mục tiêu của ông là tỉnh tiến bãi thoát cô lập cục diện bằng cách bỏ ngay Putin, bỏ ngay trung lập hình thức để tái thiết hình ảnh quốc tế của Trung Quốc và làm dịu đi quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây. Dù khó khăn và cần trí huệ lớn, đây là giải pháp tốt nhất cho tương lai Trung Quốc, ông viết. Trung Quốc cần chứng tỏ vai trò là một đại cường, có trách nhiệm, không thể cứ đứng cạnh Putin mà phải có hành động cụ thể ngăn Putin phiêu lưu tiếp Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới có năng lực làm việc đó. Mất sự ủng hộ của Trung Quốc, Putin sẽ có khả năng chấm dứt chiến tranh sớm. Kết quả là Trung Quốc sẽ thắng được nhân tâm, sự công nhận quốc tế vì đã giúp gìn giữ hòa bình. Nguyên văn của tác giả đã viết rằng, ghi công đầu về hòa bình, duy hộ thế giới hòa bình lập hạ liễu đầu công. Và điều đó sẽ có thể giúp làm giảm đi nguy cơ cô lập trong nay mai, và có thể còn tạo ra cơ hội cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây. Tính từ thời điểm đăng bài, giáo sư Hồ nói Trung Quốc chỉ còn 2-3 tuần để ra quyết định chọn bên trước khi quá muộn. Tin từ Rome ngày 15 tháng 3 năm 2022 cho hay, sau cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan của Mỹ, nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì cam kết sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Giáo sư Hồ Vĩ từng là học giả tại Viện Harvard Yenching Institute và là tác giả nhiều công trình nghiên cứu về Trung Quốc. Tại Hoa Kỳ, Hạ viện đã bỏ phiếu hôm thứ năm để tước bỏ tình trạng thương mại được bảo vệ của Nga và chuyển lên thượng viện trong bước đầu tiên cho phép Hoa Kỳ đánh thuế mới đối với nhiều hàng hóa của mình. Biện pháp này nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại thượng viện khi Hoa Kỳ và các đồng minh của họ có động thái gây thiệt hại nhiều hơn cho nền kinh tế của Nga để đáp trả cuộc tấn công kéo dài 3 tuần của Moscow vào Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã tán thành động thái này vào tuần trước. Dụ lực cũng sẽ tước bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Belarus là một đồng minh thân cận của Nga. Nếu Hoa Kỳ xóa bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga, thì nước này sẽ áp thuế mới đối với một loạt hàng hóa của Nga Nhà trắng đã phối hợp làm việc với các đồng minh Liên minh châu Âu và nhóm 7 quốc gia. Nhiều quốc gia trong số đó đã bắt đầu thực hiện các bước của riêng mình trong việc đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga. Mỹ đã cố gắng trừng phạt nền kinh tế Nga thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt và cấm nhập khẩu các sản phẩm như là dầu, rượu và hải sản. Chính quyền tổng thống Biden đã cố gắng vừa kiềm hãm nền kinh tế Nga, vừa cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược này tại Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất khi chiến tranh Ukraine làm tăng lạm phát. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất lần thứ ba kể từ tháng 12 năm ngoái để thúc đẩy các ngân hàng trung ương khác nhanh hơn trong việc chống lại làn sóng lạm phát toàn cầu, được cho là sẽ tăng nhanh sau khi Nga xâm lược Ukraine. Ngân hàng đã tăng lãi suất chủ chốt lên 0,75% sau khi chiến tranh đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 13 năm vào đầu tháng này. Việc tăng lãi suất này diễn ra một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất ngắn hạn chuẩn lên 0,25% để kiềm chế lạm phát tồi tệ nhất kể từ đầu những năm 1980. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết cuộc xâm lược Ukraine đã gây ra sự gia tăng lớn đối với giá năng lượng và các mặt hàng khác và có khả năng làm trầm trọng thêm các vấn đề chuỗi cung ứng đã làm gián đoạn các chuyến hàng nhiều nguyên liệu thô Ngân hàng dự kiến lạm phát sẽ kéo dài hơn và đạt đỉnh với tốc độ cao hơn so với trước chiến tranh. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên mức 5,5% hàng năm vào tháng Giêng. Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh khoảng 7,25% vào tháng 4, gấp hơn 3 lần so với mức mục tiêu là 2%. Ngân hàng cho biết hôm thứ Năm rằng Họ dự kiến lạm phát sẽ tăng lên khoảng 8% vào cuối tháng 6 và có thể tăng hơn nữa vào cuối năm nay. Các ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác có thể sớm bắt kịp ngân hàng trung ương Anh về việc tăng lãi suất. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã báo hiệu rằng họ có thể tăng lãi suất thêm 6 lần nữa trong năm nay. người Mỹ đang tạm dừng đầu tư về chiến tranh Nga-Ukraine. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã diễn ra đang làm suy giảm triển vọng về tài chính của người Mỹ, làm giấy lên mong muốn tiết kiệm tiền hơn và trì hoãn đầu tư. Theo một khảo sát từ Mass Mutual, tuy nhiên các chuyên gia tài chính nói rằng việc tránh khỏi sự biến động của thị trường chứng khoán có thể là một sai lầm. Theo báo cáo thì 2 phần 3 người Mỹ lo lắng xung đột sẽ làm tổn hại đến túi tiền của họ với hơn một nửa mong muốn tiết kiệm tiền mặt hơn và 42% đang trì hoãn các tài khoản đầu tư. Theo nhà hoạch định tài chánh, Dennis Morton là người sáng lập và là hiệu trưởng của Morton Brown's Family Wealth ở Allentown, Pennsylvania, thì việc đầu tư do dự là rất phổ biến, đặc biệt là sau một sự kiện thanh khoản. Đôi khi là tôi chỉ đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống nhưng việc tạm dừng đầu tư trong thời kỳ bất ổn có thể gây ra tốn kém ông nói bởi vì để tiền mặt ngồi yên có thể đồng nghĩa với việc bỏ qua các cơ hội để đồng tiền tăng trưởng lúc mà mức giá thấp hơn thường là bỏ lỡ sự phục hồi thực vậy lợi nhuận cao có thể theo sau một số lần sụt giảm lớn nghiên cứu từ Bank of America cho thấy những phát hiện này phù hợp với nghiên cứu của J.P. Morgan cho thấy những ngày thị trường tốt nhất thường theo sau những ngày tồi tệ nhất như thế nào và có khả năng sẽ tốn kém nếu mà không tiếp tục đầu tư. Các chuyên gia cho biết, thông thường thì đầu tư dài hạn có thể giúp giảm thiểu lo lắng hoặc thôi thúc bán ra trong thời gian thị trường chứng khoán biến động. Ngay cả khi có kiến thức hoặc là kỹ năng tài chính vững vàng, vẫn có thể đáng lo ngại khi chứng kiến sự sụt giảm của danh mục đầu tư lớn nhưng mà điều quan trọng là tránh các quyết định đầu tư theo cảm tính. Có gần 400 gallon xăng đã bị đánh cắp từ một trạm xăng ở North Carolina. Gần 400 gallon xăng đã bị đánh cắp từ một trạm xăng ở North Carolina trong tuần này, khiến cho chủ sở hữu phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bổ sung trong bối cảnh giá xăng tăng cao trong lịch sử trên toàn Hoa Kỳ. Harit Patel, là chủ của trạm xăng trong vụ trộm, cho biết anh sẽ bắt đầu tắt nguồn của máy bơm sau giờ làm việc sau khi 398 gallon xăng đã bị đánh cắp từ cửa hàng tạp hóa PCP và trạm xăng ở High Point, North Carolina hôm thứ Hai. Anh Patel cho biết cảnh quay giám sát cho thấy một chiếc xe hơi đã chạy tới gần các máy bơm và có vẻ như là ai đó đã sử dụng một thiết bị để vượt qua hệ thống thanh toán. Sau đó thì hơn 15 chiếc xe khơi đã dồn lên và đổ đầy binh trong suốt 45 phút, lấy đi 1.600 Mỹ Kim tiền xăng. Anh Patel cho biết cảnh sát đã được cảnh báo về hành vi trộm cắp này và sở cảnh sát hai Point đang điều tra vụ trộm tại trạm bơm của Patel và chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào. Vụ việc xảy ra khi mà giá xăng đã leo lên mức cao kỷ lục gần đây, mức trung bình trên toàn Hoa Kỳ đã đạt 4,33 Mỹ kim một ca long vào ngày thứ hai, sau khi lập 4 kỷ lục tiếp theo vào tuần trước. Tính tới sáng thứ năm thì giá xăng ở mức trung bình là 4,29 Mỹ kim một ca long. Việc giá nhiên liệu tăng đột biến một phần là kết quả của các lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất dầu mỏ Nga vì cuộc xâm lược Ukraine cũng như thị trường vốn đã bị thổi phòng do sản lượng giảm trong đại dịch COVID-19 nghiên cứu cho thấy những giấc ngủ trưa kéo dài có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh alzheimer ngủ trưa lâu có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh alzheimer theo một nghiên cứu theo dõi thói quen ngủ ban ngày của người cao tuổi nghiên cứu mới nhất cho thấy sự gia tăng thời gian ngủ trưa có liên quan tới nguy cơ cao mắc chứng suy giảm về nhận thức nhẹ hoặc là bệnh alzheimer các nhà khoa học cho rằng nhiều khả năng ngủ trưa quá nhiều có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm hơn là việc ngủ trưa nhiều sẽ khiến cho tinh thần sa sút. Các nhà khoa học đã theo dõi hơn 1.000 người với độ tuổi trung bình là 81 trong vài năm. Những người tham gia cũng đã trải qua các bài kiểm tra để đánh giá nhận thức mỗi năm. Khi bắt đầu nghiên cứu, 76% người tham gia không bị suy giảm nhận thức, 20% bị suy giảm nhận thức nhẹ và 4% mắc bệnh Alzheimer. Đối với những người tham gia không bị suy giảm nhận thức, thời gian ngủ trưa hàng ngày tăng trung bình 11 phút một năm. Tỷ lệ tăng gấp đôi sau khi được chẩn đoán mất chứng suy giảm nhận thức nhẹ lên tổng cộng 24 phút và gấp 3 trong tổng số 68 phút sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alzheimer's và Sa súc trí tuệ Nhìn chung thì những người tham gia ngủ trưa hơn 1 giờ mỗi ngày có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao hơn 40% so với những người ngủ trưa ít hơn 1 giờ mỗi ngày. Nghiên cứu trước đây so sánh các bộ não sau khi chết cho thấy những người bị bệnh Alzheimer được phát triển có ít hơn các tế bào thần kinh chuyên biệt giúp thúc đẩy sự tỉnh táo. Các tác giả cho biết cảm thấy ngày càng buồn ngủ trong ngày có thể là một dấu hiệu ban đầu cho thấy những thay đổi đang diễn ra trong não tiền thân của chứng sa sút trí tuệ. Tiếp theo sau đây là một số tin tức liên quan đến dịch COVID-19. Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh đã phê duyệt phương pháp điều trị COVID-19 dựa trên kháng thể của AstraZeneca để ngăn ngừa nhiễm trùng ở người lớn có phản ứng miễn dịch kém đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch khi nhiễm trùng gia tăng trên toàn cầu. Quyết định phê duyệt phương pháp điều trị Avusol à, đã được xác nhận bởi cơ quan tư vấn khoa học độc lập của chính phủ Anh, theo cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh cho biết hôm thứ năm. Mặc dù 85% người Anh trên 12 tuổi đã được chủng ngừa hai liều nhưng một số người bị tổn thương hệ miễn dịch hoặc là những người có tiền sử phản ứng có hại nghiêm trọng với vaccine có thể cần một lựa chọn phòng ngừa thay thế. Vaccine dựa vào hệ thống miễn dịch nguyên vẹn để phát triển các kháng thể mục tiêu và tế bào chống nhiễm trùng. Nhưng Evershell, chứa các kháng thể do phòng thí nghiệm tạo ra, được thiết kế để tồn tại trong cơ thể hàng tháng để ngăn chặn virus trong trường hợp bị nhiễm trùng. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh cho biết, liệu pháp này đã làm giảm 77% nguy cơ phát triển COVID-19 có triệu chứng. Trong các thử nghiệm, với khả năng bảo vệ kéo dài ít nhất là 6 tháng sau một liều đơn. Evershaw cũng đã được chứng minh là có thể cứu sống và ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh khi được sử dụng trong vòng một tuần kể từ khi có triệu chứng đầu tiên. Anh và AstraZeneca hiện không có thỏa thuận cung cấp Evershaw Aversal đang được xem xét tại châu Âu và đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ để ngăn ngừa nhiễm trùng COVID-19 ở những người có hệ miễn dịch kém hoặc là có tiền sử tác dụng phụ nghiêm trọng do vaccine coronavirus. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh nói rằng việc điều trị được thực hiện dưới dạng một buổi tiêm trong cơ không nên áp dụng cho những người đang bị nhiễm COVID-19 hoặc những người gần đây đã tiếp xúc với loại virus này. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng không có đủ dữ liệu để đánh giá đầy đủ hiệu quả của Ebersol đối với biến thể Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, sự gia tăng toàn cầu về các trường hợp COVID-19 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tổ chức WHO mới đây cho biết các số liệu cho thấy sự gia tăng toàn cầu của các trường hợp Covid-19 có thể báo trước một vấn đề lớn hơn. Tổ chức này cũng cảnh báo các quốc gia phải cảnh giác chống lại virus. Số ca nhiễm mới tăng 8% trên toàn cầu so với tuần trước, với 11 triệu ca mắc mới và hơn 43.000 ca tử vong mới được báo cáo từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ cuối tháng Giêng. Tăng vọt nhất là ở khu vực Tây Thái Bình Dương bao gồm Hàn Quốc và Trung Quốc, nơi số ca mắc bệnh tăng 25% và số ca tử vong tăng 27%. Châu Phi cũng chứng kiến mức tăng 12% về số ca mắc mới và 14% số ca tử vong. Còn châu Âu thì tăng 2% về số ca mắc mới nhưng không có sự gia tăng về số ca tử vong. Các khu vực khác báo cáo số ca mắc đã giảm, bao gồm cả khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Mặc dù khu vực này chứng kiến mức tăng 38% số ca tử vong liên quan đến sự gia tăng đột biến trước đó của các bệnh nhiễm trùng. Một số chuyên gia đã đưa ra lo ngại rằng châu Âu phải đối mặt với một làn sóng coronavirus khác với số trường hợp gia tăng kể từ đầu tháng 3 ở Áo, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và Vương quốc Anh. Bà Maria Van Kerkhove của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Biến thể phụ BA.2 của Omicron dường như là biến thể dễ lây truyền nhất cho đến nay. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này gây ra bệnh nặng hơn. Và không có bằng chứng cho thấy bất kỳ biến thể mới nào khác đang thúc đẩy sự gia tăng các ca bệnh. Bức tranh ở châu Âu cũng không phải là phổ quát. Ví dụ như là Đan Mạch đã chứng kiến một sự tăng vò các trường hợp trong thời gian ngắn vào nửa đầu tháng 2. Do biến thể BA.2 thúc đẩy, sau đó nhanh chóng giảm xuống. Các chuyên gia đã bắt đầu cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể sớm chứng kiến một làn sóng tương tự như ở châu Âu, có khả năng bị thúc đẩy bởi biến thể phụ BA.2 của Omicron. Việt Nam phản đối Hoa Kỳ trao giải cho nhà báo bất đồng chứng kiến Hôm thứ Năm, Việt Nam đã phản đối việc Hoa Kỳ trao giải thưởng vì lòng dũng cảm cho một nhà báo bất đồng chứng kiến bị bỏ tù 9 năm vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Theo quốc gia Đông Nam Á này mô tả, giải thưởng dành cho người này là thiếu khách quan và không phù hợp. Trước đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã công bố bà Phạm Đoan Trang là người chiến thắng giải quốc tế cho phụ nữ dũng cảm hôm thứ Hai tại một buổi lễ có sự tham dự của đệ nhất phu nhân Jill Biden. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết bà Trang đã vi phạm pháp luật Việt Nam nên giải thưởng của Hoa Kỳ không có lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương. Tại một cuộc họp giao ban thường kỳ, bà Hằng cho biết chính sách của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền lợi cơ bản của công dân Việt Nam bao gồm cả quyền của phụ nữ mối quan hệ giữa kẻ thù cũ trong chiến tranh là hoa kỳ và việt nam đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây với sự gia tăng thương mại và đầu tư của các công ty hoa kỳ cũng như các chuyến thăm thường xuyên của các tổng thống và quan chức hàng đầu từ washington tuy nhiên hồ sơ nhân quyền của việt nam là một vấn đề không thể đạt được trong mối quan hệ với việc hoa kỳ chỉ trích chính phủ việt nam không khoan dung với những người bất đồng chứng kiến thường xuyên bỏ tù và tấn công những người lên tiếng đó. Hồi tháng 10 năm 2020, bà Phạm Đoan Trang là người đã xuất bản rộng rãi tài liệu về nhân quyền và cáo buộc cảnh sát tàn bạo ở Việt Nam đã bị chính quyền bắt giữ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bà Trang đã bị kết án 9 năm tù vào tháng 12 năm ngoái. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã lên án việc bà Trang bị bỏ tù vô cớ và đồng thời ngoại trưởng Blinken cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy trả tự do cho bà ngay lập tức. Ông nói, mặc dù phải đối mặt với những mối đe dọa, những mối đe dọa liên tục, bà ấy vẫn tiếp tục giáo dục những người khác về quyền của họ. Và bản tin sau cùng, chúng tôi xin cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin COVID-19 vào ngày 17 tháng 3 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết cả nước có 187.112 ca mắc mới. Trong ngày, Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 24.975 ca và Hải Dương đăng ký bổ sung 115.878 ca. Tại Hà Nội đã có 25.311 ca mắc mới và tại Sài Gòn có số ca mắc mới là 2.369 ca. Các địa phương có các ca mắc mới cao đó là Nghệ An có 10.511 ca, Lào Cai có 9.574 ca, Phú Thọ có 7.867 ca, Bắc Ninh có 5.020 ca, Lạng Sơn có 4.869 ca, Hải Dương có 4.856 ca và Thái Dương có 4.835 ca, Đắk Lắk có 4.592 ca. Kể từ đầu dịch cho đến nay thì Việt Nam là có 7.174.423 ca nhiễm

sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. một đô la Canada bằng 0,7905 đô la Mỹ và bằng 0,7127 đồng euro. một Canada thì bằng 18.204 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ thì bằng 22.980 đồng Việt Nam. giá dầu thô WTI là 104,9 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 108,4 đô la Mỹ một thùng giá vàng giao ngay là 1.935,95 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 18 tháng 3 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật vào hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một thứ sáu an lành và cuối tuần vui vẻ và bình an. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.